đánh đổi cho anh. Giờ anh còn tới đây quán trách tôi được hả? Đâu mới là hạnh phúc? Ở đây con mình mới qua đi yêu. Đủ mấy gà hàng số qua chơi cho nó vui. Nỗi đau. Ba con ngọc trở về từ mình đời hứa ao. Đã hơn 100 triệu rồi đó. Tình cái gì như không lại có. Tình có lại như không. Tránh xa tôi ra. Đồ quái thai cùng. Bảo đảm của Kim La mà thấy à. Mãi trôi đi. Có bao giờ dừng lại. Thôi được, coi như tôi chấp nhận điều kiện của cô. Tạm thời làm phục vụ, nhưng giữ quyền quản lý. Sau một tháng, nếu cô thực sự có năng lực, tôi sẽ chính thức trao cho cô chức quản lý với mức lương như thỏa thuận. Còn nếu không đạt thì tôi sẽ chỉ trả cho cô mức lương của một phục vụ mới vào làm mà thôi. Dạ, ông còn lo gì nữa? Ông nắm đằng cán mà. Có điều tôi muốn được tự quyết trong công việc của mình. Và ngày mai tôi muốn được ông giới thiệu với tất cả mọi người ở đây. Có cần thiết phải làm rùm beng vậy không? Tôi nghĩ là cô có thể tự đến làm quen với mọi người mà. Việc đó tuyệt đối cần thiết. Ngay lập tức tôi sẽ thiết lập trật tự cho nhà hàng và xây dựng một quy cách làm việc chuyên nghiệp. Nhưng để làm được điều đó, trước hết vị trí quản lý của tôi ở đây phải được tất cả mọi người nhìn nhận. Vào đi. Dạ, ông chủ cho gọi tôi. À, chị Tư. Dạ. À, xin giới thiệu với chị, đây là cô Tú Liên. Cô Liên gia đình ở xa, cho nên cô Liên sẽ ở lại cùng với chị. Dạ. Còn giới thiệu với cô, đây là chị Tư. Phụ trách về việc lau dọn, rửa chén và chăm sóc cây cảnh của nhà hàng. Nhà chị Tư cũng ở xa, nên xin phép tôi ở lại đây. Bây giờ cô với chị Tư đi thu xếp chỗ ở đi. Dạ, chờ cô. Cô đi theo tôi. Ừ, xin phép ông. Ừ. Ê bà, bữa qua tôi mà biết con nhỏ đó vô xin việc á, đừng hòng tôi cho nó vô. Ờ, mà con nhỏ đó hay ghê đó mày. Vô xin việc mà không có một bộ hồ sơ nào. Công nhận, ông Việt Kiều dễ tin người thiệt á. Ờ, mày biết gì chưa? Sao hả? Nghe nói con nhỏ đó ở đi luôn, ở chung với chị Tư á. Nó ở với bà Tư đó hả? Ừ. Xem ra con nhỏ này có ý đồ với ông Trần chắc luôn á. Hả, dì Tư? Bà còn nói nghe nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Dì đang làm việc mà. Trời ơi, hỏi chút thôi. Có phải hôm qua ông Trần ông cho con nhỏ đó qua ở với dì Tư đúng không? Cô hỏi ai? Cô Tú Liên hả? Ừ, thì nói chứ còn ai nữa. Đúng rồi. Cô về đây để vài bữa nữa phụ ông chủ quản lý nhà hàng. Cái gì? Nó làm quản lý nhà hàng này á hả? Ừ. Nghĩ sao á, nó mà làm quản lý nhà hàng này á, con nên làm bà chủ từ lâu rồi. Quản lý á? Ủa, mà ăn may là sao vậy bà? Tôi nghe nói ông Trần mới tuyển được quản lý, giỏi lắm phải không?
Thì có chuyện bữa qua đó, ông xin nghỉ làm, ông đâu có biết đâu. Ờ. Về đây anh. Dạ, xin phép mấy anh. Coi như hôm nay nhà hàng mời. Anh cứ điện cho tôi trả, tôi ăn rồi tôi trả tiền cho anh coi. Nếu mà anh có muốn bớt bao nhiêu phần trăm á thì tùy anh. Dạ. Cho tôi mượn cây viết. Dạ. Cô giảm 30% cho tôi. Dạ. Dạ. Sau khi thưởng thức các món ăn của nhà hàng, anh thấy thế nào? À, món ăn rất là ngon. Cảm ơn anh. Hợp khẩu vị nữa. Tôi hy vọng là các anh sẽ còn quay lại. Thực ra chúng tôi đến đây á là để khảo sát địa điểm. Dạ. Tổ chức cái hội nghị khách hàng của tháng sau. Dạ. Về vị trí không gian á và thực đơn á thì ok. Tuy nhiên về cung cách phục vụ thì... Về việc đó xin hai anh hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh lại toàn bộ. Và hy vọng là lần sau hai anh sẽ hoàn toàn hài lòng về nhà hàng của chúng tôi ạ. Hy vọng là vậy. Chỉ cần khắc phục cái điểm đó, chúng tôi sẽ cân nhắc lại. Dạ. À, các anh tính là đãi bao nhiêu người? Chúng tôi sẽ báo cụ thể cho anh sau. Sếp của tôi á đầu tư rất là nhiều trong cái sự kiện này. À. Dạ, xin gửi anh. Dạ, gửi anh. Cảm ơn anh. Nếu có gì các anh cứ gọi điện liên lạc với tôi. Chờ đợi em xíu nha. Để em lấy đồ em rửa. Mọi người, vô ông Trần kêu kìa, hình như là ông giới thiệu con nhỏ hôm bữa đó. Ủa, làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Bộ ông ra mắt bạn gái hả? Ờ, hồi đó tới giờ có thấy ông làm cái gì mà rần rần dữ vậy đâu. Đi. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Tú Liên. Cô Tú Liên tạm thời giữ chân phục vụ, đồng thời giúp tôi chấn chỉnh cung cách phục vụ của nhà hàng mình. Mời cô. Dạ thưa ông chủ, nhà hàng chúng ta phục vụ khách hàng rất là tận tình và chu đáo. Vậy tại sao lại phải chấn chỉnh và thay đổi phong cách phục vụ ạ? Chuyện hôm qua là do bên bếp làm chậm, chứ không phải lỗi tại chúng tôi ạ. Ngay cả khi phục vụ tốt rồi thì vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thiện hơn nữa. Tôi tuy mới nhìn qua cách phục vụ ở đây nhưng đã thấy khá nhiều vấn đề. Tôi sẽ đề nghị với ông Trần một chế độ thưởng phạt rõ ràng, chính sách quản lý chặt chẽ nghiêm ngặt để mọi người có thể làm việc tốt hơn. Thưa ông chủ, cô Liên đây cũng chỉ là phục vụ như chúng tôi, có nhất thiết phải ra mắt ầm ĩ rồi còn lên lớp thuyết giảng như vậy không ạ? Cô Liên tạm thời làm công việc phục vụ, nhưng tôi trao cho cổ quyền quản lý. Tôi cũng công nhận về cung cách phục vụ của nhà hàng chúng ta cần phải chấn chỉnh nhiều. Thưa ông chủ, ông để một người mới vô không hiểu gì về nhà hàng lên lớp rồi áp đặt cách làm việc của cô ấy cho chúng tôi. Thật sự chúng tôi không phục. Để chấn chỉnh thái độ phục vụ, tôi sẽ có chính sách quy định rõ ràng, mọi người nhất định phải tuân theo. Còn ai không phục có thể làm đơn xin nghỉ việc. Cô là cái gì mà cô dám đuổi việc tôi? Tôi không đề cập đến việc đuổi việc ai cả. Tôi chỉ nói trước, nhà hàng chúng ta sẽ có một bản quy định dành cho tất cả các nhân viên. Nếu ai cảm thấy không thể thực hiện được có thể nộp đơn xin nghỉ việc. Ông chủ, bây giờ tôi xin ông nói một tiếng đi chứ. Không lẽ cô ấy lại là bà chủ của chúng tôi? Trên phương diện công việc, cô thuộc quyền quản lý của tôi. Cô phải tuân thủ các nguyên tắc làm việc mà tôi đưa ra. Các thắc mắc về công việc tôi sẽ trực tiếp giải quyết. Còn các ý kiến không phải thuộc về công việc, tôi đề nghị không đề cập trong giờ làm việc. Tôi hy vọng sẽ hợp tác tốt với mọi người. Bây giờ mọi người có thể đi làm việc được rồi. À, thôi mọi người đi làm đi. Dạ.
bản số liệu này hoàn toàn không có vấn đề gì hết á. Em nghĩ bản này đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi anh. Mà em đã liên hệ với cậu kế toán cũ được chưa? Dạ chưa. Nhưng bản này đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi. Cậu Dương đó có nói gì đi nữa thì cũng ít giá trị lắm. Em nghĩ á, mình không nên bứt dây động rừng đâu. Em đang cố liên lạc lại với bên kiểm toán mà ngọc thuế bên ngoài, nhưng mà vẫn chưa được nữa. Rất có thể trọng Hải đã mua chuộc cả bên kế toán cũ để xóa hoàn toàn vụ này. Số liệu thật thì không thể nào mà xóa một sớm một chiều được đâu anh. Nhưng mà em lại không tiện cho rà soát lại tất cả các sổ sách. Cô Liên à, tôi nghĩ cô nên từ từ tiếp xúc thực tế, rồi hãy chấn chỉnh dần. Chứ ngay lập tức áp đặt nhiều quy định như vậy, tôi e nhiều người sẽ không tiếp nhận kịp. Đây là những nguyên tắc căn bản nhất của một phục vụ. Tôi thấy không có gì khó thực hiện. Trước hết phải đưa vào khuôn khổ, rồi từ đó mới chấn chỉnh dần. Còn hiện tại, nhân viên ở đây làm việc rất tùy tiện, không có một trật tự nào hết. Nếu nhân viên đòi nghỉ việc thì sao? Ông đừng lo gì. Chúng ta sẽ tuyển người khác làm việc giỏi hơn, nên ông đừng có lo. Những quy định này nhất định phải được tuân thủ triệt để, nên ông cứ tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ đem lại một sự thay đổi bất ngờ cho nhà hàng này. Tụi bay thấy nó chảnh thấy ớn không? Nó tính làm màu với ông Trần đó mà. Quy định, quy định. Không biết nó muốn giở trò gì đây. Đúng là phách lối. Ừ, con nhỏ nó chảnh thiệt. Nhưng mà nó không có vừa đâu nha. Ừ, tao nghĩ nó nói được là làm được. Để coi nó làm được gì. Ê, nó tới kìa. Đã đầy đủ các anh chị trong tổ phục vụ. Tôi sẽ thống nhất lại một vài nguyên tắc làm việc căn bản của một nhân viên phục vụ. Anh ra đây. Dạ. Khi khách hàng bước vô nhà hàng, anh sẽ làm gì? Dạ, tôi sẽ chào khách, sau đó mời khách ngồi, rồi hỏi khách dùng gì ạ? Anh hãy thử đón tiếp tôi như một khách hàng xem. Dạ, chào chị. Xin lỗi, chị đi mấy người ạ? Tôi đi một người. À, chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Chưa, anh kiếm giùm tôi một chỗ yên tĩnh. Dạ, mời chị ngồi. Xin lỗi, chị dùng gì ạ? Anh hãy vui lòng giới thiệu cho tôi một vài món ngon của nhà hàng mình. Dạ, nhà hàng em có rất nhiều món ngon. Chị có thể tham khảo menu ạ? Tôi vừa mới test thử các bước căn bản thì anh này đã gặp rất nhiều lỗi. Thứ nhất, nhân viên phải luôn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt niềm nở đón chào khách. Trang phục của chúng ta khá lịch sự. Đó là bộ mặt, là văn hóa của nhà hàng. Nhưng các anh chị lại khoác lên mình một cách hời hợt, tạo một diện mạo sọc sệt, thiếu chuyên nghiệp, thể hiện một sự không tôn trọng bản thân và khách hàng. Anh lại đây. Mọi người coi. Đây. Tôi không thể chấp nhận một hình ảnh bê bối như thế này trong lúc đang làm việc. Điều thứ hai, tôi muốn chấn chỉnh mọi người là cách chào hỏi khách hàng. Phải luôn cười và nhìn thẳng vào mắt khách hàng để thể hiện sự lịch sự và quan tâm của mình đối với khách hàng. Như anh, cười nhưng mà không thoải mái. Nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt khách hàng
Đó là điều tối kỵ nhất. Nó sẽ gây cho khách hàng cảm giác khó chịu và không được tôn trọng. Tiếp theo, khi dẫn khách vào chỗ ngồi, phải đi bên trái, phía trước khách. Giữ khoảng cách một sải chân, đi theo nhịp đi của khách. Bày đặt làm màu, tưởng gì, mà cái mớ lý thuyết trẻ con. Cô và anh ta thực tập bước này cho tôi. Cô là nhân viên phục vụ, anh này sẽ là khách hàng. Tôi thấy, không việc gì tôi phải mất thời gian như vậy. Xin lỗi, tôi không có khiếu diễn xuất. Khi nào có khách tới, tôi tự biết tôi sẽ phải làm gì. Thế nào là diễn xuất? Tôi đề nghị cô phải thực hiện những bước căn bản nhất của một người phục vụ. Ở đây, không phải tùy tiện muốn làm gì thì làm. Hai người bắt đầu đi. Xin chào quý khách. Quý khách đi bao nhiêu người? Quý khách có đặt bàn trước chưa? Con chào bác. Mới sớm mà bác chuẩn bị cơm trưa rồi ha. Ừ. Cô Mến bán cơm phải không? Dạ. Cô ngồi chơi. Dạ. Con cảm ơn bác. Hồi sáng con đi chợ, con thấy thanh long ngon quá, con mua một ít để đem biếu cả nhà ăn cho mát. Cô Mến tốt tính quá. Thằng Đông nhà tôi á, nó nhắc cô hoài à. Nó nói phải chi con Liên vợ của nó tính có được một nửa của cô. Dạ, bác thương con bác nói vậy thôi. Chứ chị nhà giỏi quá trời, sao con so sánh được. Nó biết cái gì mà giỏi. Chị giỏi lắm á bác. Hôm bữa á, anh Đông nhờ con dạy chị đi chợ nấu ăn. Con chưa kịp dạy gì hết á. Chị dạy ngược lại con. Chị dạy làm ăn, tính toán. Chị nói cái gì ta? À, quản lý thu chi, tổ chức công việc, khoa học, gì nữa đó. Mà hay thiệt nha bác. Con mới áp dụng mấy chiêu à, mà con tính ra lời lỗ khỏe re à. Phục vụ cũng lẹ hơn, không có bị lộn như trước. Hồi đó, con bị mét vốn hoài. Cô nói sao chứ? Cái con nhỏ hậu đậu đó mà cũng khá dữ ha. Mà vậy sao thọ thằng Đông nó than rần rần à? Chị giỏi lắm á bác. Nhưng mà có điều, làm việc với chị khó lắm. Không ai vừa ý chị hết á. Chờ chút. Vậy thưa ông chủ, nếu tình hình cứ như vậy, chắc chúng tôi xin nghỉ việc hết quá à. Có chuyện gì vậy? Thì cái chuyện cô quản lý mới của ông đó, cô cứ gây khó dễ cho chúng tôi từ sáng tới giờ à. Chắc cô cố tình ép tôi nghỉ việc thì cô mới chịu á. Chuyện như thế nào? Cô cứ từ từ trình bày. Cô nhe răng để nhát ma khách hàng hay sao vậy? Làm lại đi. Cô cười đón khách hay đuổi khách? Bây giờ, nếu cô không thể nở nụ cười lịch sự như tôi yêu cầu, thì cứ mỗi lần cô cười không đạt, tôi sẽ trừ 50.000 tiền lương của cô. Cô cười lại đi.
Không được. Nụ cười quá lả lơi đưa đẩy. Trừ 50 ngàn. Cười lại. Cười giả nai, thiếu độ chuyên nghiệp. Trừ 50 ngàn nữa. Không dùng gel vuốt tóc. Bởi vì đó là nơi trú ngụ của vi khuẩn, sẽ gây ra sự phản cảm của khách hàng. Các anh chị phải luôn chú ý đến diện mạo và tác phong của mình. Vì diện mạo của người phục vụ tác động trực tiếp tới cảm nhận của khách hàng. Tuyệt đối hạn chế việc đeo trang sức, nhất là những trang sức gây dướng díu như thế này. Đồ trang sức có thể chứa chất bẩn, cũng có thể gây nguy hại cho sức khỏe nếu dướng vào các thiết bị khác. Tẩy hết tất cả những thứ lè lẹt này, cất hết. Độ dài của móng chỉ vừa đủ để phủ đầu ngón tay. Tay và móng tay phải thật sạch, không có dấu vết ố vàng. Không sơn móng nhưng phải chăm chút cho sạch sẽ, tươm tất. Tôi thấy cô Tú Liên nói cũng rất có lý. Các anh chị nên hướng tới một phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Điều đó cũng có lợi cho chính các anh chị. Dạ, cô Liên có huấn luyện cho chúng tôi những kỹ năng rất hay, nhưng mà tôi cảm thấy quá cứng nhắc và tôi e rằng không làm nổi. Dạ, thì đúng là chúng tôi cần phải chuyên nghiệp hơn, cần phải quan tâm tới khách hàng nhiều hơn. Nhưng chúng tôi cũng đâu phải là robot. Ca làm việc 10 tiếng, ngoài 30 phút đi ăn cơm, thì chỉ còn có 15 phút để rời khỏi khu vực phục vụ thôi à. Đúng rồi đó ông chủ, lúc nào chúng tôi cũng phải đứng nghiêm chỉnh, quần áo thì phải chỉnh chu và luôn nở nụ cười trên môi. Và đặc biệt là phải không rời khỏi vị trí. Chúng tôi cảm thấy quá cứng nhắc. Dạ, còn về việc trang phục nữa chứ, cũng một mớ quy định. Nào là ủi áo cho kỹ, rồi là cài đủ nút áo, rất rất là nhiều việc ông chủ à. Dạ còn nữa à, cô ấy lúc nào cũng chăm chăm trừ vào tiền lương của chúng tôi. Mà ông coi tiền lương của chúng tôi có được bao nhiêu đâu ạ. Cô ấy làm như vậy chẳng khác nào ép chúng tôi nghỉ việc hết à. Thôi được rồi, tất cả những gì mà mọi người trình bày tôi sẽ xem xét lại để điều chỉnh phù hợp hơn. Tuy nhiên là tôi rất đồng tình với phương pháp quản lý của cô Liên. Các anh chị cũng nên chấn chỉnh lại cung cách làm việc của mình. Ông Đông mà biết mình làm ở đây, xem còn nói được gì. Dám nói mình không làm ở đâu được 3 bữa, tại mình chưa gặp được người nhìn ra tài năng của mình chứ bộ. Ngày đầu tiên có mệt không cô Liên? Mệt gì? Em là người có công việc mà chị. Trong công việc em không bao giờ biết mệt. Nhìn cô á là tôi biết ngay cô giỏi rồi. Có cô giúp á chứ ông Trần cũng đỡ chứ. Với cách quản lý như ông Trần á mà không điều chỉnh kịp thì nhà hàng này sớm muộn gì cũng dẹp tiệm. Ông chủ á, ông tốt lắm. Nhưng mà tại ổng hiền quá, cho nên người ta cứ làm tới à. Ổng là Việt Kiều mới về mở nhà hàng này. Ổng không có rành người mình. Ổng là dễ tin người, nên dễ bị người ta qua mặt lắm. Làm quản lý mà dễ dãi, cả nể, để người ta qua mặt
là thua rồi. Bởi vậy ở đây mới lộn xộn như vậy đó. Tôi thấy cô giỏi ghê á. Mới vô mà cô nói trên dưới nghe răm rắp à. Sao chị? Có gì chị cứ nói đi. Sao chị ngập ngừng vậy? Ý tôi á là cô có nghĩ mình nên mềm dẻo hơn một chút không? Chứ ngay lập tức đòi hỏi quá cao sẽ gây cho họ áp lực lớn lắm. Chỉ sợ vài bữa nữa họ không chịu nổi á, cô cũng khó xử đó. Tưởng chị nói chuyện gì, chứ chuyện này thì em không lo. Đâu có gì là đòi hỏi quá cao. Em đang yêu cầu những điều tối thiểu đó chứ. Chừng đó mà còn không làm được á, thì nộp đơn xin nghỉ đi là vừa. Cô hay thiệt đó. Tôi á, tuy không biết gì, nhưng thấy cô làm việc rất là chuyên nghiệp. Chị hai nè, bữa nay tụi nhỏ đi học hết, ở nhà có buồn á, chị hai đi qua quán cơm cô Mến chơi cho vui. Ừ, nhưng mà chắc chị không rảnh đâu. Chị còn nhiều việc lắm. Bữa nay chị tính dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn. Ây chà, nhà cửa gì mà bề bộn quá. Nó nhớ mang khẩu trang với lại đeo bao tay vào nha nội. Để tránh bị vi khuẩn á. Bao tay của con là màu cam. Nó nhớ lấy bao tay màu cam của con đeo nha. Chà mày. Sao không kiếm má Simla về dọn dẹp nhà cửa phụ bà nội? Má Simla dọn nhà sạch lắm á nội. Còn có mùi kẹo dâu nữa. Mấy bữa nay cũng chưa biết kiếm đường về. Bộ nó tính đi luôn hả chú Út? Để em với thằng Đông á ráng kiếm coi sao. Thôi em phải đưa tụi nó đi học rồi. Chị hai ở nhà nghe. Đi tụi con. Dạ. Khi khách hàng mở menu, các anh chị cần giới thiệu những món ăn đặc sắc nhất của nhà hàng mình. Nhưng cái quan trọng là các anh chị phải cho khách hàng thấy được thế mạnh của nhà hàng mình. Người ta tới đây để ăn, chứ có phải tới đây để nghe tự lăng xê đâu. Khách hàng không phải tới đây để ăn. Họ còn tới đây được hưởng một dịch vụ tương xứng với đồng tiền của mình. Nói lên được thế mạnh của nhà hàng là đã khẳng định được với họ, họ đã sử dụng đồng tiền của mình một cách có giá trị. Điều này vừa giúp nâng cao vị thế của nhà hàng chúng ta, vừa... Cô Thu, tôi đã nhắc cô những gì? Sao hôm nay còn đeo những thứ đó? Tôi yêu cầu cô tháo ngay và cất đi. Đồ trang sức của tôi á, toàn đồ mắc tiền. Tháo ra mà mất, cô có đền nổi không? Tôi đã nhắc cô từ hôm qua rồi. Lý do chắc cũng không cần phải nói lại nữa, đúng không? Nếu cô cố tình vi phạm, tôi sẽ trừ vào tiền công của cô. Liên lạc với anh khó quá trời. À, tôi mới đi công tác, nước ngoài mới về mà. Chuyện của Ngọc chắc anh biết đúng không? Tôi cũng mới vừa được biết khi về đây. Đột ngột quá, mà nghe nói chưa tìm được nguyên nhân. Chuyện về chênh lệch các số liệu á, chỉ một mình anh và Ngọc nắm rõ. Mà bây giờ thì Ngọc mất tích rồi, cho nên chúng tôi không rà soát số liệu được nữa. Vậy nên chúng tôi mới nhờ đến anh. Xin lỗi, tôi đã hứa là tôi chỉ làm việc cho con Ngọc thôi. Thật sự tôi là người liên lạc với anh lúc đầu, anh còn nhớ mà đúng không? Tôi xin giới thiệu, tôi là trợ lý của chị Ngọc. Bây giờ chị Ngọc bị như vậy, tôi cũng phải trực tiếp giải quyết tất cả những gì còn lại mà Ngọc làm dang dở, cho nên... Xin lỗi cô, nhưng tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của tôi. À, cô Tứ Liên. Dạ, chào ông. Hôm nay có khách hàng khen về cung cách phục vụ của nhà hàng chúng ta. Việc này tôi phải cảm ơn cô. Dạ, cũng nhờ ông giúp sức ạ.
Trời ơi, đồ trang sức của tôi đã mất tiêu hết rồi. Trời ơi, đừng có giỡn nha mày. Mấy chục triệu lận đó. Mấy chục triệu là chuyện quá nhỏ. Còn sợi dây chuyền của bà tao để lại nữa. Sợi dây chuyền của gia đình mày hả? Ừ. Chết rồi, giờ tính sao đây? Ông chủ, đồ đạc của tôi bây giờ mất hết rồi. Bây giờ tính sao ông chủ? Vật có giá trị như vậy mà sao không chịu đeo trong người? Thì ông hỏi quản lý của ông đó. Hồi sáng một hai cô ấy cứ nằng nặc, đòi tôi phải tháo sợi dây ra. Tôi đã nói với bà rồi, đó là thứ mắc tiền không à, mà bà không cẩn thận gì hết á. Cứ y á, nhà hàng mình từ hồi đó tới giờ không ai có tính tham lam. Các cô có kiếm kỹ chưa? Có khi nào để đâu đó rồi quên? Nhà hàng của chúng ta chưa bao giờ xảy ra mất cấp như vậy. Thì đúng rồi. Lần trước đó, có ông khách làm rớt cái bóp, mất mấy ngàn đô. Tụi tôi lụm được, đem trả lại liền. Người cũ ở đây, không ai có tính tham lam hết á. Ừ. Còn người mới vô á, thì tụi tôi không biết à. Nè, cô nói như vậy là có ý gì? Tôi đâu biết. Có sao thì tôi nói vậy thôi. Ai có tật thì tự nhiên rục rịch à. Cô tìm lại một lần nữa coi. Dạ, tôi tìm kỹ lắm rồi ạ. Đây nè, hồi sáng tôi để trong đây nè. Dạ đây. Cái gì đây? Cô vừa phải thôi nha, chưa gì đã làm ôm sòm lên rồi. Ngày mai lo cất hết mấy thứ này ở nhà giùm tôi đi. Nè, lần sau cô phải nhớ cẩn thận nha, không được hồ đồ như vậy. Dạ. Dạ em về. Vậy là anh ta không chịu? Hay mình cho anh ta ít tiền thử coi? Em cũng đã gợi ý rồi, nhưng mà không được đâu anh ơi. Người ta làm việc nguyên tắc như vậy, đưa tiền có khi còn phản tác dụng nữa đó. Vậy mình không còn cách nào sao? Không để mình chịu thua tù Trọng Hải. Anh chỉ thấy bức xúc là rõ ràng là hai bác bị lừa, mà mình không tìm ra được bằng chứng nào hết. Em nghĩ chuyện tày trời như vậy không thể nào ém nhẹm được đâu. Chắc chắn phải có một lỗ hổng. Em sẽ tập trung tìm lại những giấy tờ tài liệu mà Ngọc để lại. Cái túi mà anh kiếm được ở hiện trường tai nạn á, có gì đặc biệt trong đó không anh? Vậy mà anh không nghĩ ra. Nhưng mà sau đó công an đã trả lại cho bác Trường rồi. Bữa nay làm việc nhiều quá nên mệt phải không cô Liên? Không phải mệt vì công việc, mà toàn là mệt chuyện không đâu quá chị. Tôi kể cho cô nghe chuyện này. Cô phải bình tĩnh nghe. Chuyện về bịch nữ trang của cô Thu á. Hồi sáng này nè, tôi lỡ làm dơ bộ đồ, nên tôi tính về phòng thay.
này là của chị Tư. Chắc nó ở chỗ này rồi. Vậy hả? Ê, hay là mình giấu dưới này nha. Ờ, bỏ vô đây. Bỏ đó hả? Ờ, nhanh lên. Xong rồi, để coi á, nó còn chảnh với mình đúng không? Mà thôi, xuống dưới làm nè đi, không thôi có người phát hiện ra đó. Chuyện như vậy mà họ cũng làm được nữa hả? Sao chị không cho em biết liền? Ngày mai á, em sẽ cho họ biết tay. Cô bình tĩnh đã. Lúc đầu á, tôi cũng giận lắm, tính nói cho cô nghe liền. Nhưng mà tôi nghĩ lại, sợ cô giận quá rồi làm lớn chuyện. Mà lớn chuyện á, thì cũng tội cho họ. Chị coi, việc này nếu không có chị bắt gặp thì em biết tính làm sao? Là họ muốn kiếm chuyện với em trước mà, không để bỏ qua sao? Theo tôi á, cô nên gọi riêng hai người đó vô làm việc với ông Trần, để cho họ một con đường lui. Chứ làm lớn chuyện quá cũng tội cho họ lắm. Làm vậy thì nhẹ cho họ quá. Họ bày ra chuyện này đâu có tính đường lui cho em. Chị tội cho họ, ai tội cho em? Thôi mà cô, con người ai cũng có lỗi lầm. Chuyện gì có thể nương được tới đâu thì mình nương tới đó. Chứ dồn họ quá cũng đâu được gì mà lại khó xử cho cô. Chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Chị không thấy thiệt thòi sao? Đâu phải vì mình nghĩ cho người ta mà họ đối xử tốt với mình. Càng nhân nhượng họ, họ càng lấn lướt đó. Tôi thì thấy nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua, chứ để trong bụng mất công nặng bụng lắm. Mấy chuyện hơn thua cũng đâu để làm gì đâu cô. Chẳng qua mỗi người chấp nhau một chút rồi chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn thôi à. Chuyện của em mà chị nghĩ là chuyện nhỏ sao? Họ rõ ràng là chủ ý hại em mà. Nếu cô muốn nó là chuyện nhỏ thì nó sẽ là chuyện nhỏ thôi à. Chị nói vậy mà nghe được. Tại người bị hại không phải là chị nên chị thấy nó là chuyện nhỏ. Chị thử rơi vào trường hợp như em coi. Cô có muốn nghe chuyện của tôi không? Hồi đó, tôi cưới được nửa năm là có tin mừng. Ông nhà tôi lúc đó đi làm xa, mấy tháng mới về một lần. Tôi ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ với ông nội, với lại bà ngoại của hai đứa. Bà ngoại hai đứa? Đúng rồi, bà ngoại của hai đứa già rồi. Con cái không ai nuôi, sống có một mình, nên ở với nhà tôi luôn. Đau quá, con biết rồi. Không sao đâu con. Con nằm từ từ xuống đi. Để dì lau cho con nha. Rồi, con nằm từ từ xuống thôi nha. Ngủ chút nha.
mất rồi. Tội nghiệp nó quá. Sao mà bác ăn ở ác nhân thất đức quá vậy? Trời ơi, bác hại con nhỏ mất con, giờ nó không còn sinh con được nữa. Đó, hả lòng hả dạ bác chưa? Nó có làm gì không phải đạo với bác không? Cũng tại tôi suy nghĩ nông cạn. Con nhỏ sống rất có tình. Nó lo hai đứa nhỏ cũng như con đẻ nó vậy. Tôi sợ nó có con rồi không còn được như vậy nữa. Trời ơi. Tư ơi, Tư. Tư. Tư ơi, con làm sao vậy nè? Con có sao hả không? Con? Hả con? Con sao vậy nè? Đồn sao? Chị đừng có nói là chị bỏ qua nha. Lúc đầu tôi cũng suy sụp lắm, tưởng không gượng lại được. Nhưng bà ngoại hai đứa cũng vì chuyện đó mà đổ bệnh nằm liệt giường. Tôi thấy không đành nên lại chăm sóc cho bà. Bà già rồi. Bây giờ bà ngoại hai đứa nhỏ thương tôi lắm. Hôm bữa tôi bị bệnh á, bà lặn lội khắp nơi đi cầu cúng cho tôi. Thôi, ai cũng người một nhà mà. Thật ra sự trả thù lớn nhất chính là sự tha thứ. Cô Thu, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi phải vô trực ca sớm. Sáng sớm, nhà hàng chưa có khách. Đứng nói chuyện xíu đi. Chuyện hôm qua... Chuyện hôm qua, tôi là người có lỗi. Tôi nghĩ mình bị mất đồ, cho nên tôi hơi nóng ruột. Cũng không phải là do cô nóng ruột, mà là cô đang muốn vu oan cho người khác. Cô nói gì vậy? Cô tự hiểu lấy. Tôi khuyên cô, nếu muốn đương đầu với người khác thì nên làm cho người ta nể phục, chứ đừng có dùng cái cách đó. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho cô, nhưng nếu để tôi phát hiện có lần nữa là cô mệt với tôi đó. Thôi, cô đi vô làm việc đi. Giới thiệu hỏi ý kiến khách, coi khách muốn ngồi vị trí nào. Anh bạn này nắm bài rất tốt, mọi người nhớ chú ý học tập nha. Anh nữa, anh nói tiếp nha. Dạ. Em có biết dạ, sau đó anh sẽ giới thiệu với khách. Mình chính là người phục vụ bữa ăn cho khách cũng gần nửa tháng rồi. Em đi mà anh rồi, vẫn chưa có hợp đồng nào. Nếu không nhờ hợp đồng quan trọng này về, anh này cả công ty vui chơi rồi. Tháng ngày bên em, anh được sống trong tình yêu chân thành. Muốn làm cái gì vậy? Dạ thưa anh, giờ hết tiền tôi rồi nè. Em, dạ em xin lỗi hả? Hạnh phúc như ở lại cùng anh. Anh có biết em luôn chờ anh đến khi xa anh rồi. Đời báo em cho anh biết trước hả? Thật cô đơn. Thì làm sao em có thể cản anh và cô ta? Mỗi lần gặp mày là tôi biết rồi. Chỉ có chuyện tôi mới tới tìm ông, tôi mới gặp vợ ông đó. Tình cảm của tôi thì sao ạ?
tháng ngày bên đây là hạnh phúc. Còn nếu cô muốn có hình phạt thì ngày mai cô sẽ về mời mọi người ăn đi. Bên nhau cũng ăn quá ha. Đang lúc đi ăn phở hả? Tình yêu tuyệt vời. Đi làm cơ chứ không phải làm phở. Bên đó sao rồi? Bên nhau vẫn vậy. Trong ta ngập tràn yêu thương. Cứ lẻo đẻo như vợ không phải à? Giờ tay trong tay ta cùng nhau. Để. Trời ơi, sao chị đánh vợ tôi vậy? Mãi mãi.